Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy mới vừa về một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2018, biển số thành phố nha các bạn. Đó, cho nên là các anh chị và các bạn nào mà có hộ khẩu thành phố thì đỡ tốn chi phí 20 triệu phần phí biển số nha. Xe chạy gia đình, bảo dưỡng khá là đầy đủ và kỹ nha các bạn. Bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục và tất cả các cái tình trạng của xe thì đều tốt hết các bạn. Xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước ha. Thì chiếc xe này mới chỉ chạy có hơn 30.000 cây số thôi các bạn. Đó, tình trạng đèn và các chi tiết ngoại thất và nội thất bên xe còn rất là đẹp các bạn. Đó, đèn các bạn có thể thấy ha, rất là sáng. Xe này vẫn còn bảo hành ha, vẫn còn chế độ bảo hành của hãng tại bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc nha các bạn. Gai vỏ khá là dài. Đó, mới lăn bánh chỉ có hơn 30.000 cây số thôi thì chắc chắn là vỏ khỏi phải nói rồi. Ngoại thất các bạn có thể thấy không, màu sơn đồng nhất giữa các chi tiết đó, từ phía trước ra phía sau. Sơn này rin còn rất là nhiều nha các bạn. Xe thì có gắn che mưa, đó, che mưa rồi dán phim cách nhiệt đầy đủ nha. Này, các bạn có thể thấy được cái độ kín khít giữa các chi tiết ha, các khe hở này khá là đều. Thì chiếc xe này hôm bữa bên Huy lấy về thì hầu như xe không bị trầy xước gì cả. Bên Huy chủ yếu là tiến hành làm vệ sinh ngoại thất, đánh bóng xe các bạn, cũng như là vệ sinh nội thất bên trong. Đó, rồi vệ sinh gầm, vệ sinh động cơ đầy đủ rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn tổng thể ha, rất là đẹp. Đó, sáng như một chiếc xe mới ha. Rồi xe thì có gắn camera gear nha các bạn. Đó, rồi các bạn có thể nhìn thấy được cái độ sáng của cụm đèn lái phía sau này, cực kỳ là sáng luôn. Đó, đây mình quay chi tiết các cái vỏ xe phía sau cho các bạn coi. Đó, gai vỏ còn rất là dày. Đó, bánh xe cua này các bạn ha. Đó, khỏi phải nói rồi, khỏi phải bàn tới. Gầm đây, các chi tiết gầm nhún, gầm bệ đồ còn nguyên bản nha các bạn. Bên Huy khi mà bán xe cho các bạn sẽ cam kết ha, cam kết tất cả các hạng mục trên xe không bị lỗi ha, không bị đâm đụng nặng, không bị ngập nước ha, tình trạng động cơ hộp số còn nguyên bản luôn. Đó, xe còn bảo hành chính hãng ha, trên toàn quốc. Rồi mình mời các bạn xem về phần nội thất bên trong nè. Đó, các bạn có thể thấy ha, nội thất bên trong còn rất là đẹp. Xe thì nội thất màu đen nha các bạn. Đó, ở phía bên trên thì có cái phần màu nâu, nó chỗ tựa tay. Còn ở bên trong thì ghế là màu nâu, đã được bọc da rồi nha các bạn. Đó, cho nên là mình lái về mình chỉ cần việc sử dụng thôi, không phải lo lắng gì về vấn đề làm lại nội thất hay là vệ sinh bảo dưỡng gì. Bên Huy đã kiểm tra, đã làm tất cả rồi, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Đó, xe chủ xe có bọc trần, bọc ni lông trần khá là sạch nha các bạn ha. Đó, ghế ha còn rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy là chi tiết dễ trầy nhất mà còn rất là sáng và mới, không có bị trầy gì, thì các bạn có thể biết được là chủ xe giữ cái chất xe này như thế nào. Đó, này thường thường ở chỗ này bước lên bước xuống đó các bạn, rất dễ bị trầy. Đây, khá là đẹp các bạn nha. Nội thất được chủ xe giữ rất là kỹ. Đó, còn phía trước thì các bạn có thể thấy ha, đây là vô lăng thì có cái bọc vô lăng này. Đó, rồi đầu DVD. Đó, đầu DVD, camera gear thì có đầu DVD các bạn ha. Đó, cần số và các chi tiết. Mình lên phía trước cho các bạn để coi rõ hơn nha. Này các bạn có thể xem ha, khá là kỹ về chiếc xe này. Đó, tắp bi cửa, các chi tiết bằng nhựa
rất là đẹp. Cũng giống như phía sau thì phía trước thì những cái chỗ bật lên xuống chủ xe giữ cũng rất là kỹ, không có bị trài xước gì cả. Đó, xe thì đã được lót sàn simili nha các bạn ha, ghế thì bọc da. Đó, ngoài ra chủ xe còn lót thêm một cái tấm lót chân này để tránh trường hợp khi trời mưa mình trèo lên nó ướt nó dơ lắm các bạn. Đó, các chi tiết ha, tắp lô. Đó, mấy cái ốp nhựa này các bạn thấy ha, khá là sáng và đẹp. Đó, mời các bạn xem sơ lược về phần cái khoang động cơ. Động cơ của chiếc xe này là 2.0 lít nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy được cái độ mới, độ sáng giữa các chi tiết. Thì với công nghệ đua VVTi, đua VVTi nha các bạn, là hệ thống phối khí được bố trí trên hai cam, cam nạp và cam xả. Thì cái hệ thống này nó giúp cho cái động cơ vừa khỏe ha, tăng công suất cũng như là tiết kiệm nhiên liệu và giảm cái ô nhiễm khí thải ra môi trường. Đó, công nghệ tiên tiến nhất hiện tại của Toyota nha các bạn. Và các chi tiết đây các bạn có thể nhìn qua ha. Đó, từng cái phe gài. Đó, bộ lon con tán còn nguyên bản hết nha các bạn. Đó, rất là khá là đẹp. Động cơ đồ thì còn bảo hành cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của động cơ cũng như là tất cả các chi tiết trên xe. Thì Huy xin nhắc lại thì chiếc xe Innova được sản xuất năm 2018 màu trắng biển thành phố. Thì chiếc xe này mới chạy hơn 30.000 cây số thôi các bạn. Tình trạng ngoại thất và nội thất ở trên xe thì Huy đã quay rồi, các bạn cũng đã thấy. Chất lượng còn rất là đẹp, rất là mới ha. Thì bên Huy đang chào bán với giá là 640 triệu nha các bạn. 640 triệu, giá này còn thương lượng nha. Cho nên là các anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua một chiếc xe về chạy gia đình thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Và hiện tại chiếc xe này thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha các bạn. Lãi suất cực kỳ là ưu đãi luôn, 5.99% trên năm nha các bạn. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như mà các bạn nào có gì chưa rõ thì vui lòng liên hệ với Huy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.